Hello, 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 hello tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả bà con ha. Mình là Đại Phú Hào đây, chúc bà con một ngày mới gặp như đi tục lành nha. Sau một ngày cà phê tăng giá hôm qua, hai sàn tăng giá rất là mạnh thì hôm nay hai sàn lại hạ giá đó mọi người nha. Sàn nào cũng hạ cả, sàn London và sàn New York đều hạ mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi quay giá cả thực tế tại sàn London nó hạ bao nhiêu và sàn New York nó hạ bao nhiêu cho bà con, cho mọi người xem tiện đường theo dõi buôn bán nha. Mong bà con luôn luôn ủng hộ kênh Đại Phú Hào ha. Hãy like, share và một đăng ký miễn phí để xem những video giá cả hàng ngày của mình nha. Let's go, chứ mình đi quay giá cả tại hai sàn London nha. Đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Robusta mọi người nha, cà phê vội ha. Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 5 tháng 3 2020, sàn London có hạ mọi người nha. Đây hạ cụ thể là kỳ hạn tháng 5 thì âm 24 đô xuống 1.307 USD trên tấn. Kỳ hạn tháng 7 thì âm 23 đô xuống còn 1.323 USD trên tấn. Kỳ hạn tháng 9 thì âm 22 đô, kỳ hạn tháng 11 âm 22 đô mọi người nha. Còn đây là bảng giá cà phê Arabica sàn New York, cà phê chè mọi người nhé. Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày mùng 5 tháng 3 2020 sàn New York âm mọi người nhé, âm đây. Cụ thể là kỳ hạn tháng 5 2020 thì âm 4.80 sen xuống còn 117.40 sen trên pound. Kỳ hạn tháng 7 2020 thì âm 4.85 sen xuống còn 119.35 sen trên pound. Kỳ hạn tháng 9 thì âm 4.75 sen. Kỳ hạn tháng 12 thì âm 4.95 sen mọi người nhé. Vậy là hôm nay cả hai sàn London và sàn New York thì âm mọi người nhé. Hôm qua thì dương khá mạnh, hôm nay thì âm cũng khá mạnh, âm dương. Bây giờ mình sẽ đi quay giá cả thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên và giá tiêu tại các tỉnh cho mọi người, cho bà con xem tiện đường theo dõi buôn bán nha. Bà con theo mình nha. Đây là giờ tiêu các tỉnh ngày mùng 5 tháng 3 mọi người nhé.
Bây giờ mình đi quay giá cả thực tế tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Rông Năng, Đắk Lắk, giá cà phê và giá tiêu mọi người nhé. Đây là bàn giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Rông Năng, Đắk Lắk. Ngày hôm nay ngày 5 tháng 3, giá cà phê 318, giá tiêu 388, cà phê và tiêu điều hòa mọi người nhé. Các con tham khảo giá cả của Hoàng Hưng, giá cả của Đại Phú Hào lên tiểu đường theo dõi bước bảy nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, mong mọi người luôn luôn ủng hộ kênh Đại Phú Hào, ủng hộ Hoàng Hưng.